Chào bố. Hello con, sao phải đâu tôi lên kia vậy? Nhà có công chuyện Hôm tôi tối bực. hôm qua ông già trốn thì hôm nay phải đưa ông già lên lại chứ, nói chuyện lâu cho ông già mà bỏ rơi được. Chút đi, tại tao chưa chuẩn bị, tao chưa sẵn sàng. Nhưng mà bữa nay có chủ đề gì vậy con? Thì cái chủ đề về có nói về cái tình hình dịch nó đang bùng ở khu vực giống như Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan. Thôi được Thì rồi, đó, thôi thì cũng thôi nói lên thôi là đó, với được lại rồi. cái sự xảo trá của cái con bé Tí. Bố Thôi bố có xem lại cái clip đó không? Nãy con mở lúc đầu không bố có xem không? không Tức là tao lúc là lúc trước là tụi nó tuyên truyền là con COVID không có thật và nó hô hào mọi người để đi xuống biểu tình để ủng hộ cho công việc của nó. Nhưng mà bản thân nó và gia đình nó thì nó phòng thủ rất là chặt. Là nó đeo cái khẩu trang mà giống như mà khẩu trang mà chống độc với bố cầm, mà giống như đúng rồi, mà cái mặt heo ngày xưa đó. Đó gọi là cái khẩu trang đó đó. khẩu trang. Đó. Ok thì tao khoan, nhưng mà tao cũng tự sẵn là diễn đàn của con thì bố cũng thông báo cho con biết là hiện nay ở bên Ấn Độ đó là coi như là đã toang và coi như là Nhà không toàn. còn kìm. Nhưng mà tao cũng báo một cái tin buồn của gia đình tao, như là tao bên Ấn Độ tao có một ông thông gia, tất nhiên là cái ông đó là ông già chồng của con nhỏ gái tao. Ông mới vừa bị mất ngày trưa hôm qua vì nhiễm Covid, và bà vợ của ổng là bà mẹ chồng của con gái tao cũng đã bị nhiễm luôn rồi, ổng mất rồi. Lúc mà vào đi tới chưa tới bệnh viện mà chưa tới bệnh viện là ổng đã chết rồi. Thì bây giờ bà bị Covid nữa và hiện giờ đang nhập viện. Bây giờ thì coi như là hôm qua bởi vì phải chi tiền đủ trò hết bên này, bên này về chi tiền bay không có chuyến bay về mà về 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 ở về ẩn. Thì mấy đứa nhỏ đang lo lắng vương la, nhưng bây giờ chuyển tiền thì người ta đã cho mới nhập viện được rồi. Nhưng mà bây giờ nó có một cái trục trặc là hiện giờ những cái khí thở oxy á, để những Oxy cái ok không thiếu có trầm trọng. thiếu trầm trọng, thì bây giờ ở nhà cũng đang mấy đứa nhỏ nó cũng đang lo. Nhưng mà thì ta cũng khuyên nó, bây giờ cái chuyện nó đã tới nước này rồi mình không có làm gì được cả, là bởi vì hiện giờ là tình trạng chung mà tất cả ở bên United rồi Mỹ hiện giờ đang cancel tất cả những cái chuyến bay bay tới Ấn Độ, con hiểu không? Thành ra bây giờ tôi nói giờ muốn về bên Ấn Độ để tham gia ông già chồng, hoặc là Ma Trang già chồng cũng không được nữa. Và hồi nãy nó mới gọi báo là hình về cái xác của ông già nó đã được thiêu luôn rồi, người ta thiêu tập thể, người ta thiêu luôn rồi. Là bởi đây là cái dịch họ không thể nào mà họ chờ mình người thân hay là cái gì cả, họ làm liền. Bây giờ mà thiêu đến nỗi mà những cái nhà máy thiêu cũng không đủ chỗ để thiêu nữa, thành ra bây giờ tới mấy cái đồng trống hoặc là những chỗ nào mà trống rồi nó dựng củi lên nó thiêu luôn. Ở ở bên bên Ấn Độ thì cái tập tục của họ khi họ mất thì họ thiêu, vì nó bây giờ rất là khủng khiếp. Mà thấy báo đó, báo mới rồi đăng lên nó mất cái bức hình mà thấy khủng khiếp lắm. Ra ngày hôm qua nay thì mấy đứa nhỏ nó cũng lo lắng rồi, rể nó cũng khóc lóc om sùm, giờ không biết làm sao hơn, tại vì cái chuyện đấy là như vậy rồi mà. Thì Như vậy thị trường. như bãi chiến trường ở bên Ấn Độ bây giờ coi như là không còn cái gì để bà nói nữa. Rồi bây giờ cho đi chăng nữa ta cũng chẳng dám cho tụi nhỏ về, bởi lý do hiện giờ không ai dạy gì mà đâm đầu vào một ổ dịch đang lớn nhất, bây giờ nó là lớn lớn nhất, nó qua mặt Mỹ luôn rồi, nó qua mặt Mỹ luôn rồi. Bây giờ thành ra giờ mình thấy đâu đâu cũng có người chết, và thậm chí có nhiều người chết ngoài đường luôn, chết trên đường đi tới bệnh viện đã chết ngoài đường luôn đó, hỏi vậy chết đâu cũng phải thấy xác người, thấy kinh khủng, thấy rất là kinh khủng. Thì suy ra như vậy mình mới cảm thấy một cái điều này là ở đất nước Việt Nam mình họ họ chống dịch một cách rất là hiệu quả và rất là hay. Mà gì đâu mà hay là vì một đảng. Để tôi nói cho mày nghe, rất là nhiều lần rồi bố lên live bố nói về vấn đề đa đảng đa nguyên, là tao thì không có chuyện chính trị với gì cả, nhưng mà cái thủ tục hành chính rồi cái pháp lệnh rồi cái mà để cho người dân mà lắng nghe nó không có đồng nhất, có nghĩa là tam quyền phân lập rồi thì ông nói bà gà bà nói dịch thế thôi, nghĩa là nó không có thể nào mà nó đồng nhất được. Còn ngược lại ở cái đất nước của mình thì khi chỉ thị của thủ tướng xuống là nhất quán là ai cũng đi theo cả một con đường, có nghĩa là cái sách lược của nhà nước mình nó nhất quán, cho nên từ thượng cấp cho đến hạ cấp rồi cấp phường cấp xã ai cũng đều là một lòng, vì chỗ đó nó có một, nó giống như kiểu như là một cái mũi tên vậy, là từ trên chỉ xuống là làm. Còn cái chế độ mà chế độ tư bản rồi chế độ của cái tam quyền phân lập thì nó cũng còn nghị trình nè, nó còn giải quyết nè, nó còn mâu thuẫn nè, nó còn sự đồng tình, nó còn bỏ phiếu rồi
rồi cái luật không, hoặc là cái luật rất đơn giản thôi. Nhưng mà mới đây nè, dù mà cũng có kẻ chống, cũng có người nó không lấy cái lợi ích dân tộc mà nó chỉ lợi ích cá nhân. Mới đây thì nó mới thông qua một cái bộ luật mới qua thôi, là cái bộ luật của đầu tiên là Hạ viện thông qua rồi lên Thượng viện, thì cái luật mà chống lại những cái sự bạo lực của những người kỳ thị với người châu Á đó, nó đã ra rồi, thông qua rồi. Thì mình thấy rõ ràng hơn, thay những chuyện nó quá trời là đáng làm, trên nguyên tắc là vì dân văn, vì bậc đức nước văn minh, thì chuyện đó đương nhiên rồi là phải phải thông qua thôi. Nhưng ngược lại ở đây nó có một số 190 mấy thì cũng kia cũng xem, có nghĩa là cái người chống đối nó cũng thấy rõ ràng có những cái đó mình nghĩ chắc chắn là nó phải qua, là bởi vì đó là chuyện rất ư là nhân văn, rất ư là lương thiện, rồi rất ư là đúng đắn, nhưng mà họ cũng chống à. Đồ nó khỉ, mình đôi lúc mình mới cảm thấy là đồ sực kỳ thế, cái chuyện này sao nó cũng chống, mà nó chống cái gì à? Té ra thì nó chống vì lợi ích cá nhân của nó, vì phe đảng, rồi vì phe phái, vì phiếu, mà thấy rõ ràng không, buồn cười. Giống như kiểu bây giờ ở nước Mỹ này, tất cả mọi người ai cũng biết là chuyện mà súng ống ở đây nó giết người quá nhiều, bởi vì có súng ống thì người ta mới xả súng, không có lấy gì xả, đúng không? Thì có luật bây giờ người ta yêu cầu là phải giảm bớt lại những cái vấn đề súng ống và thắt chặt lại những cái điều đó, cái đồ mà thấy rõ ràng hay, mà theo mày mà thấy đúng không, quá hay chứ Đúng gì vậy, nữa. đúng Không rồi, hợp đồ lý, qua biểu tình. không đồ nó biểu tình, nó đéo cho đéo chịu, đúng số kỳ đó, mình ngồi mình gãi đầu. Mình thấy rõ ràng không, có nghĩa là, nhưng mà ở đối với cái thể chế của Việt Nam mình không bao giờ có chuyện vậy. Mình cảm thấy làm việc thiện đúng nghĩa là mình ủng hộ, đúng không? Còn ở kia ở nước Mỹ này đồ nhiều khi làm việc thiện nó cũng đéo ông cho ủng hộ nữa, khổ vậy đó. Nên là mình nhiều khi mình cũng buồn buồn mà cười, mình nhiều khi mình có cái suy gẫm ấy đù ở đây đù, mà nhiều khi làm người tốt cũng khó, nên đừng là làm người Dạ xấu đúng luôn. rồi. Nhiều cái mình không hiểu nổi luôn. Thì mà ngay ngay tại giờ phút này rõ ràng là đủ, coi như nước Mỹ đây là coi như mạnh ai nấy sống, trừ trường hợp thì con cái gia đình coi như, còn thực tế là không ai giúp ai được, thẳng là vậy. Thành ra Dạ. đừng đừng có bạo biện nói rượu nước Mỹ tốt, nước Mỹ là này phải theo thể chế tam quyền phân lập là mới là good, còn không không good, good là má cha nó đủ má, bao nhiêu đó sự việc xảy gì việc xảy ra rồi đủ má trước mắt mày rồi đủ má good, nước good con mẹ này mày gì nữa đủ má. Mày phải hiểu điều này nào, tất cả mọi người ở ở Mỹ, người Việt ở Mỹ này hầu như ai cũng muốn là người nào mà chết ngừa rồi đó, ai cũng muốn là nối lại đường bay và thông thương trở lại tình trạng cũ, ai cũng muốn về Việt Nam cả. Cái điều đó bà nói tụi nói hay tụi nó nói rồi, nó báo láo báo xạo mấy cái thằng chống cộng, nó nói ô mai cũng gì này cơ như vậy. Nhưng mà thực chất ở trên thế giới là bây giờ con mới thấy rõ là chỉ có cái gì ta mình mới là về chống dịch, đó, coi như là mới là số 1 thế giới rồi. À, Dạ thậm đúng rồi. chí bây giờ rõ ràng bây giờ tao cũng mới coi bài báo là ở ASEAN đó, thì người Việt Nam mình hiện giờ và thằng gì ta thằng Singapore đụ má đang đang Mỹ mình đó, hợp tác đụ má Dạ. đó, thì rồi có nhiều cái rất là con nó khổ lắm mẹ ơi đụ má. Bây giờ bởi vì rồi mình nói như vậy rồi mình mới nói là cái điều mà giống như kiểu không, mình nói một chút xíu về cái vấn đề coi như là chính trị tiếng em gì đó, có nghĩa là đất nước mình thì mình phải hiểu cái điều này, cái là kế bên mình là một thằng Trung Quốc to lớn vĩ đại, bây giờ mình cái chuyện đó ai cũng biết là đủ má, con nít cũng biết đủ, từ cả hàng ngàn năm nay đủ, phải đâu có mới mẻ gì đâu, đúng không? Nhưng mà cái Việt Nam mình ta từ nói với mày là phải hiểu và phải biết, phải uyển chuyển, phải làm như thế nào đó mà mình cảm thấy là được lợi, mà mình phải yên tâm, và mình mới nói mọi câu là mình phải yên tâm mà giao hết cái số phận của nước Việt mình á cho những người lãnh đạo có tâm và có tầm, đúng yên tâm. Mà nhưng mà nó khổ nổi cái tụi nó thì không hiểu con mẹ gì, thì nó chỉ giống như thằng Tân Thái, đứa nào tao tao vô tao mới mở lên cái máy là thấy Tân Thái còn rống lên đồ hậu đủ má, làm nô lệ cho tao cộng vậy đủ má, nó khổ đủ má, đủ má nó ngu. Tao nói về rồi, tao đã dẫn chứng cái giàn khoan rồi, mà thấy không, đủ mà không có nói đồ Việt Nam đâu đâu làm phát gì hà, đủ có nghĩa là đủ mới là làm vỡ mặt ra thôi. Tụi này nó ngu ngu hết, tụi nó nhiều cái mình nhiều khi thiệt mày nha, nó ngu bởi nỗi là đủ mà không chừa khác, không chừa cái gì cho người khác ngu. Mẹ nói ra thì tự ái dụ má cỡ gì đó, mà giờ tao hỏi không lẽ giờ tao đi lên rồi tao cãi tao đôi gì đó à? Đồ má nó có xứng tầm với mình không, cái điều quan trọng Dạ nó đúng xứng rồi. với đúng là thành ra thôi miễn mệt quá rồi là mệt luôn thôi. Thì còn cái chuyện mà là sao đó nói đi. Thì trước tiên thì con cũng xin thay mặt mọi người cũng gửi lời chia buồn tới bố về cái gia đình tổng gia của bố đó, cái Đúng câu rồi. chuyện mà bên Ấn Độ. Ừ. Thì cái đó là tụi con cũng rất là gửi lời chia buồn sâu sắc đến bên gia đình bố đó. Và cái thứ hai thì
theo bố nhìn á, qua những câu chuyện như thế này nè, rõ ràng bây giờ kể cả những cái giọng điệu gọi là trái chiều nhất, thù địch nhất, họ cũng không thể nào mà họ gọi là chối bỏ hoặc là họ phủ nhận được cái vai trò lãnh đạo của một đảng. Bố công nhận không? Đúng rồi, nó đã thực hiện. Hôm trước có một cái lời nào tao được nói rồi, ngày xưa trước năm 1945 ở miền Nam Việt Nam này rất là nhiều đảng phái và rất là nhiều cái tam quyền phân lập, từ Ngô Đình Diệm rồi tới thời của chị Ngô Đình Diệm tới thời Đạo Chánh là tới Nguyễn Thắng rồi tùm lum ra, rồi sau này tới ông Nguyễn Văn Thiệu rồi kia, thì nó có rất là nhiều báo chí cũng vậy, đủ trò đủ kiểu đã mình đã thấm qua rồi. Thì người dân có quyền quyết định, nhưng mà theo tao nghĩ, tao thì chẳng phải cộng sản con mẹ, chứ người ta thấy cái nào yên, cái nào mà dân tao mà nó ấm lo tao khoái thôi. Thực chất tao cũng biết mẹ gì thì cộng sản vậy, nhưng mà sau khi đọc sử sách á, thì cái đảng cộng sản này ở Việt Nam mà nó đã cầm quân và cầm quyền 90 mấy năm, gần 100 năm nay. Nói như vậy để chúng ta mình mới hiểu rằng cái điều này là gì, cái người dân họ tin tưởng thì đâu mà nó mới sống được. Không có cái thứ gì mà qua được người dân cả. Tôi nói cho mày nghe, khi người dân không bằng lòng thì đương nhiên cái điều đó đương nhiên nó không có tồn tại. Bất kể đất nước nào cũng vậy, khi người dân đã bằng lòng thì mấy cái chuyện gì nó cũng xong, mà khi người dân không bằng lòng là cái chuyện gì nó cũng tiêu cả, đừng có chấu lại. Thì sau khi mình chiêm nghiệm là cái đảng cộng sản này đã tồn tại ở đất nước mình 90 mấy năm, mà gần 100 năm rồi, và họ đã làm tốt công việc của họ. Càng ngày đất nước mà nó càng ngày càng tiến lên, và cái sự thanh bình hạnh phúc ngay bây giờ đâu nói gì đâu, ngay bây giờ con thấy rõ ràng được tất cả mọi người đều yên bình, đồ ăn lễ chuẩn bị đồ má chưa có tới lễ gì trên trời mà nó làm y xèo làm tông nôn quá mày, đồ quá đồ má, nó đi nó ăn cá bú cái gì mà đủ gần 70-80 ký đồ, trong khi đây ngồi bên Mỹ là ngồi đói meo mỏ đồ ăn đồ đông lạnh. Thấy rõ ràng không? Thì cái chuyện đó không phải tao lấy miếng ăn ra, mà tao nói tao chuẩn bị miếng ăn mình mới so sánh được. Đúng có người ta thể hiện cái mặt bằng xã hội, đúng không? Đúng rồi, đúng. Mày không ăn mày chết sao? Đúng, có người phải ăn. Thành ra mày thấy rõ ràng những người mày vào quán rồi xá mà đủ đi ăn con cua một con cá mấy chục triệu, mà thấy nó quá hớp đối với cái người bên Mỹ này, mà thấy rõ ràng là nó nói lên điều gì? Nó nói lên là cái đời sống kinh tế của người dân nước Việt mình nó càng ngày được cải thiện. Mày thấy rõ ràng không? Cái đâu phải là cái chuyện mà cái gì đâu, nó là cái chuyện, cái điều đó là rất là tốt. Thì bây giờ nói thẳng một cách, bây giờ là người dân Việt Nam đang hạnh phúc. Tại vì người dân mình nó khổ cái gì nè, cái người dân ở Việt Nam mình họ đang hạnh phúc, nhưng mà họ không hiểu, họ không biết, họ không cảm nhận điều đó. Nhưng mà như tao này, mà ngay bây giờ phải ước gì, mang gì cho anh ta, có gì còn gãi đầu. Nhưng mà về đâu có được, đâu có được rồi. Vậy khổ đúng rồi. Mà trong khi đó người dân Việt Nam đang hưởng cái sự hạnh phúc tràn trề mà họ là không biết trân trọng. Nó kỳ chỗ đó. Thì thôi nó sơ thôi, để hồi nữa có cái gì đó. Cái đoạn này nó bố cầm con rất là tâm đắc, và cái tâm tư của bố á, rõ ràng là câu chuyện bố nói là người dân Việt Nam hiện tại họ đang hạnh phúc, họ đang được hưởng những cái gì đó gọi là nó tốt đẹp so với các người dân ở khu vực lân cận và các nước trên thế giới. Nhưng mà họ không biết trân trọng, và ở đây mình nói chỉ nói về số nhỏ nào đó thôi nha bố, chứ không phải là tất cả. Là họ có những thành phần gọi là có tư tưởng gọi là nhìn không đúng về chính quyền, không đúng về chế độ, và họ luôn kêu than thế này thế nọ, là cá nhân những người đó thì con cho rằng là họ không biết trân trọng, rõ ràng. Bởi vì cái gì cũng vậy, chúng ta phải rõ ràng nhìn nhận được cái vai trò lãnh đạo phải như thế nào, nó mới lèo lái được cái đất nước nó như vậy. Đúng. Nó đưa đất nước, đưa con người Việt Nam nên tao là nói vừa này mình... dạ. Tao có cái này nè, tao nãy cũng gia tâm nhấn mạnh một cái điều này, là một cái đất nước hoặc là một cái thể chế hay là một cái đảng gì đó, khi họ lãnh đạo mà không làm tròn nhiệm vụ, cao lắm một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ là bay chạy khái đây ở nước Mỹ, mình thấy rằng đưa ra trung lên kia một nhiệm kỳ là đi xuống, thì là bởi người dân Mỹ nó không phải ngu. Mà điểm thứ nhất là điểm gì, có những thành phần cuồng, chúng không nói làm cái gì, nhưng mà thực tế đa số những người dân Mỹ người ta biết đâu là thật và giả, mình đọc, bởi vậy mới gọi là giờ bầu cử, đúng không? Thì ở đất nước Việt Nam mình, ta cũng đã nhắc lại rồi, nó tồn tại tới 90 mấy năm, thì đương nhiên nó phải tốt thì ta mới bầu chứ, ở đây không có thẳng như vậy. Mà thấy bia mau đủ cũng cục đó, rõ ràng đó, khi không có làm sao mà qua được người dân cả. Bởi vì người dân họ chiêm nghiệm, mà nói thẳng mày không có ai giống người Việt Nam đâu.
là bởi vì riêng người ta mà nó có một quá trình chinh chiến rồi đủ thứ tùm lum la, thành ra họ kinh nghiệm cái điều đó đều lắm. Và sau này nó có những cái bộ phim và những cái thứ phim tư liệu, chẳng hạn như là hôm qua mình tôi mới coi cái phim tư liệu gì của Nguyễn Văn Trỗi đó, mà thấy rõ ràng họ tại làm sao họ đã hy sinh một đánh đổi, đánh đổi rõ ràng họ không sợ, họ không sợ gì hết. Mà thấy là mà các nước khác không bao giờ có mấy cái chuyện đó, chẳng hạn Myanmar, Thái Lan, Campuchia chia làm gì có mấy cái chuyện đó, nhưng mà Việt Nam có đó. Rồi có những cái Việt Nam mà thí dụ rất ư là nhân văn, trong mùa dịch thì có ruộng ATM gạo ruộng, làm gì có chuyện đó ruộng à. Việt Nam làm một chuyện không ngờ, toàn là Việt Nam làm một chuyện không ngờ không à ruộng. Bởi thế ta nói thiệt mày á, bởi vì ta mới tiếc tiếc ở chỗ là đa một số người nhỏ thôi, giống như con nói thì có nghĩa là họ không biết trân trọng cái họ có đang có. Đúng họ đang có, họ không mà không họ không biết sự, họ không biết hưởng, và họ lúc biết tận họ, hưởng họ lúc đầu họ cũng than vãn đó, nó khổ vậy đó. Đó nó giống như câu chuyện Bố Cầm, nhớ không, cái những văn nghệ sĩ đó, và điển hình nhất bây giờ là cái gì à, cái cô ca sĩ Thanh Thảo hay là Phạm Phương Thảo gì đó, Thanh Thảo đó. Dạ, lúc trước qua Mỹ được rằng lấy được cái gọi là lấy được cái quốc tịch Mỹ thì lại vênh váo lên, tung hô lên là nước Mỹ thế này, thứ Mỹ thế nọ, và cái điều đó đã khiến cho những cái thành phần gọi là nãy giờ bố con mình nói là thành phần gọi là không nhìn ra được cái tốt đẹp của đất nước Việt Nam á, để tung hô, lại được dịp là gọi là tung hô ăn mừng để có một cái gì đó gọi là nhìn nó không tốt về Việt Nam. Thì tới hiện tại bây giờ mọi người thấy rõ ra thế nào rồi, cô ta phải quay về. Quay dạ xin phải quay về, xin về Việt Nam đó không được. Cái hình ảnh đó đó là nó dẫn chứng cụ thể nhất trong cái câu chuyện mà bố Cầm nói là người dân rồi. Đó họ thưởng mà họ sướng mà họ không biết, họ không nhận ra được là họ đang hạnh phúc như thế nào. Con đồng ý với bố Cầm ở điểm này. Đúng rồi, tôi tính là mày thấy là mình lấy làm tiếc mà những người thiếu suy nghĩ, mà chẳng phải là thiếu suy nghĩ đâu, họ cũng vì bù quá cái chuyện mà họ có tính cách là hướng ngoại, một phần là do một cái đám ở bên này, là ví dụ như cái đám mà bên Trương Tân Thái này nó cái tô son về rêu rao, dạ đúng rồi, rêu rao, cho nên vì đó người dân mình lầm tưởng, và cũng mà nó thẳng bây giờ nó đã hết hiệu lực rồi, cũng nhờ những cái trang mạng giống như Con là Mậu và Dương Vi là hai những cái người nói tiếng nói công tâm cho đất nước mình như tao nè, anh Phượng, tất cả những người nhiều lắm bình tâm rất là nhiều, thì nó phá tan cái sự ngụy biện và láo xạo của tụi kia, mày hiểu tôi không? Không ai không biết rằng những người đang sống thực sự ở trên mảnh đất này, rõ ràng tao nói thì mới đúng, chứ còn tụi bay nói thì sao, tụi bay nói lỡ cái gì tụi nó nói đủ, má mày ở Việt Nam mình biết mẹ gì mới mày nói đúng không, thì được rồi, đúng rồi. Tao ghét là tao fan thôi, còn cái chuyện mày này kia đủ, mà tao không cần biết, tao chỉ biết là tụi bay nói trật là tao chửi thôi, thế thì tao đơn giản cho nên việc đó anh ra. Nói như vậy thì trong cái mùa dịch này thì không nên nghe nói Thái Lan và Campuchia đang bùng phát trở lại, và nó có những người Việt biên vào Việt Nam, thì các con dặn dò là bây giờ Việt Nam mình đang tốt rồi, phải làm cho nó tốt hơn nữa và cảnh giác những người đó. Thì ta nhắc lại một lần nữa là ở Việt Nam mà không ai chạy thoát được đâu, rượu ba camera chạy bằng cơm chạy cùng đường chứ đúng không, chạy khắp nước, chạy khắp nước luôn, đừng hồng qua mặt bởi tụi bay. Ta mới nói cái đám kia, ta nhiều khi ta không có gặp, ta không có đối thiện, bởi vì tụi nó không có xứng, ta nói chuyện, ta nói tụi mày đừng có mơ, đủ phải Việt Nam mà camera chạy bằng cơm tới 100 mấy triệu cái, rồi 100 triệu cái camera, là mà camera đâu ý, là cái mày là ghê, đủ, đúng không? Dạ. Ok con, rồi, rồi gì nữa ta, ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì bố thấy con lên, nhưng mà tại vì bà xã bà bị bệnh đó, rồi bà thôi đi, rồi nó ra không phải, cũng phải đôi lúc bệnh cũng phải dành thì giờ cho gia đình chút chút, cho gia đình đúng rồi, dạ đúng rồi. Ok, cái đó là đúng thôi, đúng thôi, đâu có gì đâu. Chừng nào mình nói chung là gì nè, trước mắt thì tao đã tâm sự tụi bây rồi, cái Facebook á, tao bên này tao rất ư là buồn, người cô độc, không ai chơi ở đây, không ai chơi, không có chơi, bởi vì cái tiểu bang của tao nó không phải là nó vừa lạnh mà nó vừa vắng người Việt, cho nên tại vì nó không có bạn bè, không đủ thứ chơi, tao chỉ có bệnh thằng Dương Trung Hiếu, và lâu lâu lên nhà chơi, nó cứ kêu hoài mà đâu có đi nào đi được, rảnh thì mới đi,
nó không phải như Việt Nam mà ra gõ gặp bạn hiền rượu mấy sáng sớm rồi rượu chưa kịp đi chưa xỏ quần ra rượu nó ra sùm ê đã uống cà phê mày ơi đù tụi đẹp đúng rồi hú hí nhau gọi nhau đúng không kêu réo vậy rồi kêu đó nhưng mà thấy thương thương còn ở Mỹ này làm gì có cho nên vì cái đó mình mới nói là họ đang ở trong một cái chỗ mà rất là hạnh phúc mà họ không biết hưởng mình bực mình vậy thôi nhưng mà chỉ một số ít thôi tao hy vọng là số ít thôi và bây giờ bố công nhận là chỉ có dân Việt Nam mình là có sống sống theo cái tính gọi là đùm bọc với lẫn nhau đúng rồi đúng rồi ở Mỹ này coi như là bạn ai nấy sống thôi không có ai đùm bọc ai đùm bọc ai nữa tao cũng yêu tâm đã từng nói tụi bây rồi đó có nghĩa là ở Mỹ này ví dụ như là ở Việt Nam thì ví dụ nhà mà hết gạo mà có thể qua hàng xóm mà qua hàng xóm mà nói ê cho tao mượn bị gạo 5 kg 3 kg chuyện bình thường đối với sau Việt Nam mà cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường không có cái gì phải nói nhưng ở Mỹ này không bao giờ có cái chuyện đó ngang nhớ kỹ cái điều đó. Nhà mày mà làm quạng qua nhà tao luôn tao thấy tao bắn chết mẹ luôn hay là vậy đó nó khổ vậy nó có tính bực mình lắm nhiều khi những người mà mới qua Mỹ là nó bị sốc về cái văn hóa của Mỹ đi rồi thậm chí trong gia đình cũng vậy hơi cái thì người ta huấn luyện con cái nó theo cái lề nề nếp từ xưa vậy nó cũng có một cái bản chất của người Việt chứ người ta số ở đây ở Mỹ này là rượu má thi một thơ về mà thơ của nó mà mày mà đụng vô là rượu má nó không biết chịu mình vô tình thôi rồi có nhiều cái chuyện buồn cười đó rồi cái chuyện quyền làm cha làm mẹ của mày nó mất luôn mày hiểu không rồi nếu không biết dạy con hay là 17-18 tuổi nó bỏ nhà bỏ cửa đi bởi nó khuyến khích mà nó khổ nó làm ngược lại với lại cái văn hóa của Việt Nam mình tại vì trong cái lúc mà khi từ tiểu học cho đến high school thì từ Mỹ nó lúc nào nó cũng khuyến khích là học sinh là nên tự lập tự lập là gì tự lập là bỏ nhà ra đi tự lập là phải đi ra ngoài kia kiếm công việc làm kiếm nhà kiếm cửa mướn này cái đủ thứ nhưng mà cái văn hóa người Việt mà thì không muốn vậy cái văn hóa người Việt mình là không bao giờ muốn con xa rời cha mẹ cả hai cái văn hóa khác nhau nó nhiều bố vậy mà sao cái cộng đồng chống phá ở bên đó, họ lại không học được cái tính họ không chịu học cái tính tự lập của người Mỹ đó chưa học được nếu mà học được thì đúng không mình đâu có mỏi miệng đủ khổ vậy đủ dạ. Khổ vậy mà thấy rõ ràng không được mệt nhiều cái chuyện nhiều khi nghĩ hiểu không có nổi luôn thì tao với ông Phượng ngồi cười hoài đó rồi hiếp hoi gặp những người vậy biết là không thể nào là lật được nhưng mà không biết cái nó hằn sâu vào cái đầu óc mấy ổng rồi nó thẳng là vậy cho nên bố nghĩ sao mà khi dỗ tổ Hùng Vương mà họ tổ chức đặt bánh kem với hát happy birthday cho ông tổ bố nó buồn cười cho nó có nghĩa là riết rồi cái đầu óc của mấy ổng không biết sao không có được cái minh bẩn ví dụ như ở đây cái vấn đề thờ phượng thì đâu cũng được thôi nhưng có cái điều nó tái khoái ở chỗ này là nó tái khoái ở chỗ là nếu mà tính chi xác ra đó đủ mình là người Việt mình sống ở nước Mỹ thì đủ mà mày tụng kinh hay là mày đọc cái lễ gì truy điệu hay cái gì đó cũng là phải người Việt mà đủ mà hát cái bài bích đề hát cái bài hết bài bích đề đó ngày sanh ra đời trong khi đó rượu mà ổng chết mắc mày dỗ nó buồn cười chứng tỏ là bố cầm cái độ xuyên tạc của họ rất là ghê gớm đúng không tới ông tổ mà họ còn xuyên tạc xuyên tạc nhưng mà xuyên tạc ngu đủ mắt nó lấy ra cái vấn đề coi như là không hiểu gì kể cả vấn đề văn hóa nó không hiểu cái chữ hấp bên biết đề với lại cái chữ rồi mà đai là cái gì chết với lại ngày sinh là cái gì chứ không biết gì nó làm trò cười chính vì cái chỗ không biết cái chỗ này rồi đem cái lá cờ vô trong cái nhà quốc hội đó đủ mấy cứ đồ rau ông này cấm cầm bà kia không à từ xưa giờ là vậy đó có nghĩa là rau ông này cấm cầm bà kia thành ra trước đời tụi nó cả một cái mớ hỗn độn lộn xộn mà thấy rồi đâu có thế thấp khổ vậy nhiều khi mình nói cũng được nhiều khi mình nói cũng được khổ vậy đó. Happy birthday vua Hùng đủ hết cái vấn đề gì hết cái vấn đề đó ngày xanh đủ còn này ông chết rồi đủ có hát đủ chặt lắc chặt bài kia luôn đủ má và ổng là người Việt mắc mới gì đủ má tao nói là ngày ba đứa đích danh á thì nó có thể nó hát gì được là có nghĩa là nhưng mà nếu mà mấy ông lão mà để thờ kính hoặc là những cái vị những cái vương quốc công thần của người Việt mình thì phải nói bằng tiếng Việt không ai nói bằng tiếng Anh cả đủ má ông nói đủ má tao đâu có biết tiếng Anh này sao mày ơi đúng không đúng mẹ bà tao đâu có biết tiếng Anh đâu nó nói tiếng Anh đúng, mày hỏi mày nãy giờ nói chuyện gì vậy khổ đủ có nghĩa là râu ông này cấm cầm bà kia đủ tào lao hết sức mà nhiều khi mình nói chán quá nhiều khi tao không muốn nói là phiền
tới ông tổ mà còn xuyên tạc, tới ông tổ mà còn xuyên tạc nữa, huống chi mà những cái chuyện khác luôn. Đúng rồi, mày thấy rõ ràng không? Xuyên tạc thì xuyên tạc trắng trợn, đồ mà tôi nói mà cái vui lắm, cái thứ gì nó nói cũng lửa chứ. Thì nhắc lại với con, hỏi con gì mà cái con gì mà nói chuyện với Quỷ Vũ á, con gì mê tí, mê tí đù má nó nghe lại ông Trung Bố nó không có gì đâu, đù má cái này giống như có bùa không à, đù má qua chuyện nào mà tôi chết thì má nói đâu, đù má qua đúng rồi, đúng rồi. Sao qua ngày hôm sau đủ giác bỏ đủ đã giống như kiểu như đi người người nhái mình đi bơi dưới biển vậy, đủ làm mỹ đúng vậy đó mà thấy rõ ràng không, đủ má nói sao không được chứ, buổi trước nó nói vậy buổi sau nó vừa lật lại nó nói vậy, đủ bởi lẻo lự lương lẹo đủ thứ tao không có thích chứ là thứ gì tới bây giờ đủ má cũng còn những cái thằng YouTuber đủ má đúng trở lại rồi đủ má hay quá mừng quá đủ má, trong khi đó đủ má tổng thống kia ngồi đủ má tao nói thiệt mày luôn, nó vô lý mà thủng với tao nhiều cái mà thấy buồn cười. Từ tới bây giờ mà cái thằng nào mà đủ thấy ủng hộ ông Joe Biden bắt đầu nó chửi, đủ chửi gì mà ý tao nói rồi, nó không biết nó là ai trên cái cõi đời này mà nó không biết nó ở đâu trên cái đất Mỹ này. Mày phải hiểu đất Mỹ là của người Mỹ, mày chỉ là dân tạm cư thôi, dân nhập cư mà nó không hiểu luôn, nó chỉ tưởng nó là bị trắng râu rìa đủ mà tóc vàng mũi đỏ mặt xanh, nó nghĩ vậy. Đúng, tào lao hết biết luôn, đúng. Nói sao được, mới biết cùng nó nói là mẹ gì mà. Nhiều khi mình cũng chẳng muốn nói, nhưng mà mình thấy nó buồn cười quá, không được. Thôi, bây giờ thì nói thẳng mày nói vậy thôi, chứ thiệt tình là người dân Việt Nam mình bây giờ họ cũng đã biết hết trơn rồi, đâu có cần gì. Với lại, cái này cũng là, mình phải nói một cái điều về, có nghĩa là cảm ơn tất cả mỗi đứa nào mà lên những cái diễn đàn này, mình nói vậy, hồi xưa không có ai lên, thành ra một mình nó nói thì người dân mình nó họ có sự gọi như là nghi ngờ, họ thắc mắc chính vì chỗ đó nam họ bị ở tù mình nhiều đó, rồi chỗ này nó đưa cho người ta vô ở tù không ạ, rồi chính không có làm con mẹ gì nữa từ những cái chuyện, nhưng bây giờ thì cái chuyện nó hết rồi em, đủ hồi xưa quá rồi, đủ không còn nữa. Dạ, ông nào cố chấp thì ông đó chịu thôi đúng không, chịu thôi, chứ không phải là chắc, hồi xưa là bị lừa hồi xưa nó bị lừa, thực chất bây giờ đéo lừa nữa. Ok thì bố xuống coi người khác này có gì vui vui rồi thì cười gì rồi kiếm đề tài vui đúng không, kiếm đề tài vui cho bố lên bố chia sẻ đúng không, chia sẻ tao fan tới tao fan luôn, đâu là thằng Bỉ Xuân đâu rồi đúng quá Phạm Xuân sáng cà phê đúng quá chưa vậy đúng. Chắc đi quý gia rồi ông đó là thứ bảy chủ nhật là cho quý gia bố dí, thì bố gọi bố dí cho ông về đi, ông đó là sướng lắm, thứ bảy chủ nhật là lo đi cà phê, lo đi pizza. Mày thấy chưa, đủ má mày ở bên này thứ bảy chủ nhật đang ngồi, tao ngồi trong góc cái này vô không dám đi đâu hết trơn. Ok con. À, Bích Liên nói nè bố. À, cụ tổ nghe bên đó hát happy birthday tự cụ tổ tưởng tụi nó ăn mừng cụ chết. Đúng rồi đó. Mẹ bà nó được quá, đúng là sai quấy được quá, buồn cười mà gì quá đã vậy thôi, có một cái clip đứa nào mà bà úp lên vui lắm, ngày lễ quân liền năm đây không phải là mình chê bai hay gì được, mấy ông nội già mấy ông 70-80 tuổi đi đâu có đổi đâu, đủ mà đi cả nhắc đi còn phóng cái gì đi, nhảy cái tưng cái bị bệnh đau bị hút đó, đi đủ cười kìa đủ. Không, cái đó mà bố đưa lên á thì tụi nó lại đổ thừa là do cộng sản nằm dưới giật dây đâm ra phải là nhó giò lên chứ không phải là do yếu. Nói ta cũng nói một cái lại rồi thì các bác đó thì lớn tuổi chơi rồi, đúng như cái câu mà Bác Hồ nói là trong người lận trăm năm là sau khi mà mẹ ông đai rồi thôi coi như là hết trống luôn, là nó bọn trẻ đâu. Con trẻ bên này đâu có biết gì đâu, trống đâu có đâu. Tụi Mỹ bên này, tụi trẻ bên này chỉ có ăn học rồi xong làm ra tiền thôi, chứ nó không biết gì chính trị. Chỉ có những người như ở ổng là đầu đọc về con cái, đầu đọc theo rồi truyền giống kiểu như giống như Phong nó nói, nó nghĩa là cái sự thù hận nó vô lý từ truyền từ cha tới đời con là một tội ác. Rõ ràng nó đâu có biết cái gì đâu, đủ không? Khổ vậy. Dạ em xíu bên nào mình tâm. Ờ ok cho nó lên đi. Khó hình quá. Dạ. Tao đi xuống tao uống nước. Ok. Cảm ơn bố réo bố lôi anh Phạm Sơn vô bố. Vô chém, lôi Phạm Sơn vô chém. Bố gọi ông đi. Có chuyện để chém nó chứ không được. Ok rồi. Dạ.